Xin chào tất cả các bạn học sinh đã đến với trang web vietjet.com. Hôm nay cô sẽ tiếp tục đồng hành cùng với chúng mình trong bộ sách Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo. Bây giờ các bạn hãy cùng cô đi vào bài thứ 3 của chương 3. Nội dung của bài 3 là hình năng trục đứng tam giác, hình năng trục đứng tứ giác. Bây giờ các bạn sẽ đi tìm hiểu phần đầu tiên là phần A, câu hỏi đầu bài. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu hoạt động khởi động trang 55 có nội dung là quan sát lăng kính, hộp đèn, hộp quà ở hình bên dưới. Đây, thì bên dưới là có lăng kính này, hộp đèn này, hộp quà này. Cho biết là các mặt bên của chúng là các hình gì? Thì ở đây này là có lăng kính và hộp đèn ý, thì chúng ta quan sát là các mặt bên đều là các hình chữ nhật đúng không nào? Rồi, còn hộp quà này, hộp quà thì như ta đã tìm hiểu ở các bài trước ý, thì hộp quà này có dạng hình hộp chữ nhật. Nên là các mặt đều là có dạng hình chữ nhật. Các mặt có đều là hình chữ nhật thì tất nhiên là các mặt bên là hình chữ nhật rồi đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ giải bài này như sau. Đây, thì chúng ta quan sát là lăng kính này, hộp đèn và hộp quà thì ta thấy là các mặt bên của chúng đều là các hình chữ nhật. Vậy thì ở đây này, ở đây là hộp quà thì có dạng hình hộp chữ nhật rồi, chúng ta tìm hiểu các bài trước rồi. Còn lăng kính và hộp đèn thì ở đây là lăng kính và hộp đèn thì có các mặt bên là hình chữ nhật, vậy thì nó có dạng hình gì? Để trả lời được câu hỏi này thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu nội dung của bài học ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đi vào phần B là câu hỏi giữa bài. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu hoạt động khám phá nhé. Trang 55 thì ở đây có nội dung là hình nào sau đây có các mặt bên là hình chữ nhật và hai mặt đáy là hình tam giác. Đây là nội dung của câu A. Câu B là các mặt bên là hình chữ nhật và hai mặt đáy là hình tứ giác. Câu A và câu B này đều hỏi là các mặt bên là hình chữ nhật nhá. Nhưng câu A là mặt đáy là hình tam giác này, câu B là mặt đáy là hình tứ giác. Vậy thì ở đây này, đầu tiên là chúng ta cần xem thử là mặt bên là những mặt nào và mặt đáy là những mặt nào nhá. Đây, ví dụ như ở câu A thì mặt bên là có tất cả là bốn mặt ở đây này. Đây 1 này, 2 này, cái mặt bị khuất đằng sau này và là 3 này và mặt này là 4 đúng không nào? Còn đáy là có hai mặt là đáy trên và dưới đúng không? Đây, tương tự như thế thì ba hình còn lại thì chúng ta cũng xét lần lượt nhé. Xét lần lượt là từng hình xét cả mặt bên và mặt đáy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ giải như sau. Đây, quan sát hình vẽ thì ở đây ta thấy này, ở hình A thì ở đây là có các mặt bên này. Các mặt bên là như cô phân tích lúc nãy thì các mặt ở đây là có dạng là hình thang đúng không nào? Và mặt đáy là mặt trên này và mặt dưới này cũng có dạng là hình thang. Rồi, tiếp theo là hình B. Hình B thì ở đây là có các mặt bên là hình hình chữ nhật và mặt đáy ở đây của chúng ta là mặt trên và mặt dưới này, chúng ta đếm nhé. 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5 và 6 đúng không? Mặt đáy có 6 cạnh, vậy thì là có dạng là hình lục giác đúng không? Rồi, câu C. Câu C thì các mặt bên là hình hình chữ nhật đúng không nào? Đây. Rồi, các mặt bên là hình chữ nhật có tất cả là ba mặt đấy. Và hai mặt đáy có dạng là hình hình tam giác đúng không? Vậy thì ở đây là câu C này thỏa mãn yêu cầu, hình 1C này thỏa mãn yêu cầu của câu A. Tiếp theo là hình D này. Hình D thì có các mặt bên là hình hình chữ nhật. Đây, các mặt bên đều là hình chữ nhật có bốn mặt này. Và hai mặt đáy là hình thang. Đây, hai mặt đáy là hình thang. Hình thang thì còn gọi là hình tứ giác đúng không? Thì ở đây là hình 1D này thỏa mãn yêu cầu của câu câu D câu B đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ kết luận như sau. Đây, hình 1C là có các mặt bên là hình chữ nhật và hai mặt đáy là hình tam giác. Còn hình 1D thì các mặt bên là hình chữ nhật và hai mặt đáy là hình tứ giác. Thì ở đây tứ giác cụ thể ở đây chính là hình thang. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào phần thực hành 1 trang 56 có nội dung là quan sát hình lăng trục đứng tứ giác trong hình 3. Thì ở đây là đây hình lăng trục đứng là A B C D E F G H. Thì ở đây chúng ta quan sát này. Hãy chỉ ra mặt đáy và mặt bên của lăng trục đứng. Mặt đáy chính là hai mặt này này, chưa nào? Đây. Hai mặt mà được tô màu cam này, còn mặt bên là các mặt còn lại, chưa nào? Rồi. Cạnh bên AE bằng các cạnh nào? Bây giờ chúng ta xem thử là hình lăng trục đứng ở đây thì có cạnh bên là những cạnh nào nhỉ? Nào là AE này, BF này, CG và DH. Chúng ta xét xem thử là
các cạnh nào thì bằng cạnh bằng với cạnh AE nhá. Đây. Ngoài ra thì chúng ta có thể xét thêm cạnh đáy xem thử có bằng hay không nhá. Rồi, chúng ta sẽ giải bài này như sau. Đầu tiên này, hình lăng trục đứng tứ giác ABCD EFGH thì ở đây các mặt này thì chúng ta sẽ kể tên ra, liệt kê ra nhá. Ở đây là có hai mặt đáy này, hai mặt đáy được tô màu cam ở đây chính là ABCD và EFGH. Rồi, còn các mặt bên là các mặt còn lại, ở đây chính là BABFE, BCGF, DCGH và mặt còn lại chính là ADHE, được chưa nào? Rồi, có tất cả là hai mặt đáy và bốn mặt bên. Rồi, câu B là hình lăng trục đứng tứ giác. Đây, hình lăng trục đứng tứ giác người ta đã cho hình 3 này thì có các mặt bên đều là hình chữ nhật đúng không nào? Đấy. Vậy thì ở đây đầu tiên này chúng ta sẽ xét hình chữ nhật đầu tiên là ABC ABFE thì ở đây là hình chữ nhật này có AE và BF ở đây này. Đây là hai cạnh đối ở trong hình chữ nhật thì chắc chắn nó sẽ là bằng nhau rồi đúng không? Rồi, tiếp theo là mình sẽ xét hình chữ nhật tiếp theo là BCGF thì ở đây là có BF và CG sẽ là bằng nhau, cũng là hai cạnh đối trong hình chữ nhật. Tiếp theo này. Tiếp theo thì hình chữ nhật thứ ba là CDHG, CDHG ở đây của chúng ta thì có CG và DH sẽ là bằng nhau. Hai cạnh này cũng là hai cạnh đối trong hình chữ nhật. Và hình chữ nhật cuối cùng, tức là mặt bên cuối cùng của hình lăng trục đấy là ADHE có DH và AE là bằng nhau. Đều cũng gọi là cũng là hai cạnh đối của hình chữ nhật. Vậy thì ở đây từ đấy thì ta sẽ suy ra là AE này sẽ là bằng BF bằng CG và bằng DH đúng không nào? Vậy thì cạnh bên AE sẽ là bằng các cạnh này. BF là một này, CG này và DH. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào phần vận dụng 156 có nội dung là hộp kẹo tô la như hình 4A được vẽ như hình 4B có dạng hình lăng trục đứng. Thì ở đây chúng ta sẽ dựng đứng cái hộp su la này lên thì có dạng như hình 4B. Yêu cầu của đề bài là hãy chỉ rõ các mặt đáy, mặt bên và cạnh bên của hình lăng trục đó. Thì ở đây này, hình lăng trục này thì có mặt đáy là hai mặt đối diện ở đây đúng không? Có dạng là hình hình tam giác rồi này. Nên gọi là hình lăng trục đứng tam giác nhé. Và các mặt bên là các mặt còn lại. Và ở đây là chúng ta quan sát này, cạnh bên ở đây của chúng ta chính là AM, BN và CP. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trình bày bài này như sau. Đầu tiên này, hộp sô cô la có dạng hình lăng trục đứng như hình 4B. Đây hình lăng trục đứng chúng ta sẽ đọc tên là theo hai mặt đáy nhé. ABC mặt đáy thứ nhất này, MNP mặt đáy thứ hai thì chúng ta sẽ đọc tên lăng trục đứng này là ABC MNP. Thì ở đây là có mặt đáy ở đây chính là ABC và MNP chắc chắn rồi đúng không? Mặt bên là các mặt còn lại, tức là ba mặt còn lại ở đây là ABNM, BCPN và mặt thứ ba là ACPM. Còn mặt bên ở đây là AM này, BN và CP. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào phần thực hành 256 có nội dung là tạo lập hình lăng trục đứng tam giác có 3 kích thước, đáy là 2 cm, 3 cm, 4 cm. Thì ở đây là chúng ta có độ dài 3 cạnh của tam giác rồi đúng không? Chiều cao là 3,5 cm theo các hướng dẫn sau. Thì ở đây là vẽ 3 hình chữ nhật và 2 hình tam giác theo kích thước như hình 5A ở đây. Vậy thì ở đây này, 3 hình chữ nhật ở đây lần lượt là có chiều hình chữ nhật thứ nhất có chiều dài là 3,5 cm, chiều rộng là 2 cm. Hình chữ nhật thứ hai có chiều dài là 4 cm và chiều rộng là 3,5 cm. Hình chữ nhật thứ ba thì có chiều dài là 3,5 cm và chiều rộng là 3 cm. Tiếp này, hai hình tam giác này bằng nhau và có các kích thước bằng nhau chắc chắn rồi đúng không? Vậy thì ở đây này, ở đây là hình tam giác mà có biết độ dài ba cạnh thì chúng ta hoàn toàn vẽ được đúng không nào? Rồi, sau khi vẽ xong thì chúng ta sẽ
chúng ta sẽ cắt miếng bìa ở đây, cắt theo hình 5A này, chúng ta sẽ cắt theo cái hình này, rồi sau đó thì gấp theo đường nét đứt đây, chúng ta sẽ gấp theo cái đường nét đứt này thì chúng ta sẽ được một cái hình lăng trụ đứng ở hình 5B ở đây nhé. Khi mà gấp thì chúng ta sẽ thấy này là cạnh này sẽ trùng với cạnh này đúng không nào, và cạnh này này trùng với cạnh này, tiếp là cạnh này sẽ trùng với cạnh này, tiếp nữa là cạnh này sẽ trùng với cạnh này, và cuối cùng là cạnh này sẽ trùng với cạnh này. Sau khi gấp thì chúng ta sẽ được hình hình 5B như ở đây nhé. Rồi, vậy thì ở đây này, chúng ta sẽ gấp như yêu cầu lúc nãy, như lúc nãy cô phân tích nhé. Nhớ là các bạn nhớ là cắt cắt theo cái đường này được chưa nào? Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào phần thực hành 356 có nội dung là tạo lập lăng trụ đứng có đáy là hình vuông, cạnh 3 cm và chiều cao là 5 cm. Thì ở đây này, lúc nãy là mình đã thực hành là tạo lập hình lăng trụ rồi đúng không? Hình lăng trụ đứng, nhưng khác là đáy, lúc nãy là đáy là hình tam giác, còn ở đây là đáy là hình hình vuông. Bây giờ chúng ta sẽ làm tương tự nhé. Đây, hình lăng trụ đứng có đáy là hình vuông cạnh 3 cm và chiều cao 5 cm. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ vẽ bốn hình chữ nhật. Đều bốn hình chữ nhật này đều bằng nhau và có chiều dài là 5 cm và chiều rộng là 3 cm. Hai hình vuông ở đây là bằng nhau và đều có độ dài một cạnh là 3 cm. Sau khi mà vẽ xong thì chúng ta sẽ cắt theo các đường này đúng chưa nào? Rồi, xong rồi thì chúng ta sẽ gấp theo đường nét đứt ở đây. Gấp theo đường nét đứt ở đây thì ở đây là các cạnh này nó sẽ trùng với cạnh này, và tương tự như thế các cạnh này nó sẽ trùng nhá. Thì sau khi gấp xong thì chúng ta sẽ được gấp miếng bìa xong ý, thì chúng ta sẽ được hình lăng trụ đứng có đáy là hình vuông như hình vẽ ở đây. Thì ở đây chúng ta quan sát này, hình này có gì đặc biệt nhỉ? Ở đây là có đáy là hình vuông, các mặt bên là hình chữ nhật. Vậy thì ở đây chính là hình hình hộp chữ nhật. Và từ đó ta sẽ suy ra là hình hộp chữ nhật là trường hợp đặc biệt của hình hình lăng trụ đứng tứ giác cho nào. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ vào phần vận dụng 2 có nội dung là tạo lập lăng trụ đứng có đáy là tam giác đều cạnh 3 cm và chiều cao là 4 cm. Thì ở đây này, bài này thì có khác với bài trước một xíu là ở đây là có đáy là hình tam giác đều, còn bài ở phần thực hành thì đáy là tam giác bình thường đúng không nào? Vậy thì ở đây này chúng ta sẽ làm tương tự như thế. Đây, hình lăng trụ đứng thì có đáy là tam giác đều, ba cạnh đều bằng 3 cm này, chiều cao là 4 cm. Vậy thì chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ vẽ ba hình chữ nhật. Ở đây là có chiều dài là 4 cm, chiều rộng là 3 cm. Đây, ba hình chữ nhật bằng nhau. Tiếp theo là hai hình tam giác bằng nhau, hai hình tam giác bằng nhau và đều có cạnh là 3 cm. Rồi sau khi cắt xong thì vẽ xong thì chúng ta sẽ cắt miếng bìa theo như ở đây. Sau tiếp nữa là chúng ta sẽ gấp miếng bìa này theo đường nét đứt nhé. Rồi thì đến đây này, gấp miếng bìa theo đường nét đứt thì chúng ta sẽ ra được là hình lăng trụ đứng đấy là tam giác đấy là tam giác đều nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào phần C là phần bài tập. Chúng ta sẽ đi giải lần lượt các bài tập trong sách giáo khoa nhé. Đầu tiên là bài 1 trang 57 có nội dung là quan sát hai hình lăng trụ đứng trong hình 6. Đây hình 6 ở đây, hình A và B. Tìm độ dài các cạnh A'C'A'B' và A'C' trong hình 6A. Câu B là độ dài của QH, PG, NF và PQ trong hình 6B. Thì ở đây này, trong hình 6A là hình lăng trụ đứng có hai đáy là hình tam giác nên gọi là hình lăng trụ đứng tam giác. Câu B thì hình B thì là hình lăng trụ đứng có hai đáy là hình tứ giác nên gọi là hình lăng trụ đứng tứ giác. Và ở đây là chúng ta sẽ dựa vào đặc điểm là hình lăng trụ đứng thì có các mặt bên là hình chữ nhật. Từ đó thì ta sẽ tìm và chúng ta sẽ tìm độ dài của các cạnh dựa vào tính chất là hình chữ nhật thì có các cạnh nối bằng nhau. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ giải bài này như sau. Đầu tiên này, câu A thì ABC, A'B'C' là hình lăng trụ đứng. Đây chỉ là hai đáy
của hình năng trụ đứng đúng không nào? Và ở đây thì các mặt bên là hình chữ nhật. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xét lần lượt các mặt bên nhé. Đầu tiên là A', B', đây mặt bên thứ nhất thì có hai cạnh đối, hai cặp cạnh đối bằng nhau. Vậy thì A' sẽ là bằng B' bằng 9 cm. Tiếp thứ hai là A', B' sẽ là bằng AB và bằng 4 cm. Rồi mặt bên thứ hai thì là AC'A' là hình chữ nhật. Vậy thì chúng ta sẽ suy ra được là CC' sẽ là bằng AA' và bằng 9 cm. Tiếp theo này là cạnh đối thứ hai thì là AC sẽ là bằng A'C' và bằng 3 cm. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ kết luận, đến đây chúng ta sẽ kết luận là vậy độ dài các cạnh là AA' bằng 9 cm, CC' là bằng 9 cm, A'B' là bằng 4 cm và A'C' thì sẽ là bằng 3 cm. Rồi câu B thì chúng ta sẽ xét hình năng trục đường thứ hai là MNPQ EFGH. Đây thì ở đây là cũng tương tự như thế, các mặt bên đều là hình chữ nhật và chúng ta sẽ xét lần lượt nhé. Đầu tiên mặt bên thứ nhất là MQHE. MQHE là hình chữ nhật nên là QH sẽ là bằng ME và bằng 7 cm, chưa nào? Tiếp là mặt bên thứ hai là PQHG là hình chữ nhật. Vậy thì chúng ta sẽ suy ra được là PG là bằng QH và bằng 7 cm. Tiếp nữa là PQ sẽ là bằng HG, đây hai cạnh đối bằng nhau này và đều bằng 4 cm. Tiếp chúng ta sẽ xét mặt bên thứ ba là MNFE. Đây MNFE ở đây nhá. Và ở đây thì chúng ta sẽ suy ra được là NF sẽ là bằng ME, đây hai cạnh đối bằng nhau và đều bằng 7 cm. Và đến đây ta sẽ kết luận là độ dài của QH sẽ là bằng 7 cm. Và PG bằng 7 cm, NF bằng 7 cm và cuối cùng là PQ bằng 4 cm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang bài 257 có nội dung là quan sát năm trụ đứng trong hình 7 có nội dung. Ở đây là có hình 7A và 7B này. Thì ở đây là hình 7A thì hình năng trụ đứng, ở đây là chúng ta sẽ quay cái hình năng trụ, xoay cái hình năng trụ này thì ở đây là có hai đáy là hình tam giác đúng không nào? Rồi mặt bên là các mặt còn lại. Tiếp là câu B cũng tương tự như thế, chúng ta sẽ xoay cái hình năng trụ đứng này lên thì chúng ta sẽ biết được mặt bên và mặt đáy đúng không nào? Rồi đây là chúng ta đã phân tích xong câu A là chỉ ra mặt bên và mặt đáy của mỗi hình năng trụ rồi. Câu B thì ở hình 7A, cạnh BE bằng những cạnh nào? Đây, cạnh BE thì nó nằm trong hình chữ nhật BAD, EB. Và thứ hai là BE, FC. Đây, đây là hai hình chữ nhật. Nó là hai mặt bên của hình năng trụ luôn. Tiếp hình 7B thì có cạnh MQ bằng các cạnh nào? Đây, MQ thì nó nằm trong hình chữ nhật MQDA và MQPN. Đây hai hình chữ nhật này, ở đây là nó là hai mặt bên của hình năng trụ luôn. Rồi vậy thì chúng ta sẽ giải bài này như sau. Đầu tiên này, chúng ta sẽ chỉ ra mặt bên, mặt đáy và mặt bên của hình năng trụ. Hai mặt đầu tiên là hình năng trụ đứng ABC và DE, ABC DEF thì có hai mặt đáy chính là ABC và DEF. Và mặt bên là các mặt còn lại, tức là ở đây là ABED này, BEFC này, ADFC này. Tiếp hình 7B thì hình năng trụ đứng ABNM và ở đây là DCPQ. Thì ở đây là hình năng trụ đứng có đáy là hai hình tứ giác, ở đây chính là ABNM và DCPQ. Đây, hai đáy được tách nhau bởi dấu trừ chấm nhé. Các mặt bên là các mặt còn lại. Thì ở đây có các mặt còn lại là những mặt nào nhỉ? A, B, C, D. Thứ hai là B, C, P, N, M, N, P, Q. Và mặt cuối cùng là A, D, Q, M. Rồi, ở câu B thì ở hình 7A là chúng ta sẽ xét là hình năng trục đứng A, B, C và D, E, F. Thì ở đây là chúng ta sẽ có các mặt bên là hình chữ nhật, vậy thì chúng ta sẽ từ đó thì chúng ta sẽ suy ra độ dài nhé. Thì ở đây là BE nằm trong hình chữ nhật A
D E B và hình chữ nhật thứ hai là B E S C. Vậy thì ở đây này, đầu tiên này, ta xét mặt bên thứ nhất là hình chữ nhật là AB ED thì chúng ta sẽ suy ra được là BS là bằng AD. Tiếp theo hình chữ nhật thứ hai là BEFC. Vậy thì chúng ta sẽ suy ra được là BE sẽ là bằng CF. Vậy thì từ đó thì ta sẽ suy ra được là chúng ta sẽ kết luận là cạnh BE bằng các cạnh AD và CF. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ xét hình 7B là AB hình lăng trục ABNM và DCPQ. Vậy thì ở đây này, các mặt bên cũng là hình chữ nhật, vậy thì chúng ta sẽ xét lần lượt này. Đầu tiên là ADQM. ADQM thì chúng ta sẽ suy ra được là MQ sẽ là bằng AD. Tiếp là MNPQ thì MQ sẽ là bằng PNP. Tiếp nữa là BC, chúng ta sẽ xét lần lượt các mặt bên luôn. BC ở đây là BCPN. Vậy thì ở đây là có PN, BC sẽ là bằng PN đúng không nào? Rồi, BC là bằng PN mà PN thì bằng MQ. Vậy thì BC chắc chắn sẽ bằng PQ. Tiếp là ABCD thì các mặt thì ở đây là ABCD đây, cũng là mặt bên thì có BC sẽ là bằng AD. Đây là hai cạnh đối đồng hình hình chữ nhật mà AD thì là bằng MQ như ở đây này. Vậy thì đến đây chúng ta sẽ suy ra, ta sẽ kết luận được là các cạnh bằng với cạnh MQ chính là AD, MP và BC. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang bài 3 trang 57 có nội dung là tấm bìa hình 8 có thể tạo thành một hình lăng trục đứng có đáy là tam giác vuông. Hãy cho biết độ dài hai cạnh góc vuông của đáy và chiều cao của hình lăng trục. Thì ở đây này, có ở hình 8 là có ba hình chữ nhật tương ứng là ba mặt bên của hình lăng trục và ở đây có hai hình tam giác vuông tương ứng là hai mặt đáy của hình lăng trục. Vậy thì ở đây là chúng ta sẽ cắt theo kích thước ở đây và sau đó chúng ta sẽ gấp theo các đường màu cam ở đây để tạo thành là hình hình lăng trục đứng. Sau đó thì chúng ta sẽ đi tìm độ dài của hai cạnh góc vuông và chiều cao. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giải bài này như sau. Đầu tiên thì dễ gọi tên thì chúng ta sẽ đặt tên các điểm. Đặt tên các điểm ở trong hình 8 lần lượt là A, B, C, D, E, F, G, H, I, K. Đây. Như hình vẽ ở đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm lần lượt như sau. Đầu tiên này, chúng ta sẽ gấp cạnh BI và DG. Gấp hai cạnh này nhé. Thì khi mà gấp hai cạnh này thì AK sẽ là bằng nó sẽ trùng với EF, đây hai cạnh màu tím này sẽ trùng nhau. Tiếp là sau đó chúng ta sẽ gấp BD, cạnh BD ở đây. Khi mà gấp BD thì AB sẽ là trùng với cạnh BC. Tiếp là CD sẽ trùng với cạnh DE. Rồi, sau tiếp theo là chúng ta sẽ gấp cạnh IG sao cho là AI sẽ là trùng với IH. Đây hai cái đường màu xanh, hai cạnh màu xanh lá cây này sẽ là bằng nhau. Tiếp là cạnh HG sẽ trùng với cạnh GF. Đây là hai cạnh màu xanh lam này sẽ trùng với nhau. Đây. Ở trên hình vẽ này có một đặc điểm là cứ hai cạnh mà có cùng màu thì nó sẽ là trùng nhau. Thế nào? Đây. Sau đó thì chúng ta sẽ gấp theo sau khi gấp xong thì chúng ta sẽ tạo ra được một hình lăng trục đứng tam giác ABD KIG và ở đây là hình lăng trục đứng này thì có hai đáy là tam giác vuông. Vậy thì từ đó thì ta sẽ suy ra được là đáy là ABD là có hai cạnh góc vuông là AB và BD. AB thì bằng 10 cm và BD bằng 15 cm. Tiếp theo là đáy KIG là hai cạnh góc vuông thì có KI là 10 cm và IG là 15 cm. Rồi, vậy thì ở đây là có chiều cao thì AK, BI và EF đều bằng 16 cm. Vậy thì đến đây ta sẽ kết luận là vậy độ dài hai cạnh góc vuông của đáy lần lượt là 10 cm và 15 cm. Và chiều cao của hình lăng trụ thì là 16 cm. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang bài 4 trang 57 có nội dung là tạo lập hình lăng trụ đứng tam giác có kích thước như hình 9. Thì ở đây này, kích thước ở hình 9 thì có
Có kích thước này có cạnh là 5 cm này, 6 cm và 8 cm. Vậy thì năng trục đứng này chúng ta sẽ lật cái hình này lên. Thì có hai đáy ở đây, có hai đáy là hình tam giác này và các mặt bên là hình hình chữ nhật, đúng chưa nào? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ trình bày bài này như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo lập hình năng trục đứng tam giác có đáy là hình tam giác có cạnh là 3 cm. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang bài 4 trang 57 có nội dung là tạo lập hình năng trục đứng tam giác với các kích thước như hình chín. Thì ở đây là ở hình chín có hai mặt đáy là hình tam giác và các mặt bên là hình chữ nhật, đúng không nào? Và ở đây này, hai mặt đáy thì có cạnh bên là bằng 5 cm và cạnh đáy là bằng 6 cm. Còn chiều cao của hình năng trục đứng tam giác thì bằng 8 cm. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tạo lập hình năng trục đứng này như sau. Đầu tiên là tạo lập hình năng trục đứng tam giác có đáy là hình tam giác và chiều cao là 8 cm như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ vẽ ba hình chữ nhật và hai hình tam giác có kích thước như hình. Thì ở đây là ba hình chữ nhật có chiều dài là bằng 8 cm và chiều rộng là 5 cm. Ba hình chữ nhật này bằng nhau có cùng kích thước luôn. Và ở đây là hai mặt đáy ở đây là có độ dài có hai cạnh bên là đều bằng nhau và bằng 5 cm và cạnh đáy thì bằng 6 cm. Vậy thì ở đây này chúng ta hình chữ nhật thì có chiều dài và chiều rộng thì dễ rồi đúng không? Còn hình tam giác thì biết độ dài ba cạnh thì chúng ta cũng hoàn toàn vẽ được nhé. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ gấp theo các đường nét đứt như hình vẽ ở trên. Và sau đó thì chúng ta sẽ cắt miếng bìa theo như hình ở trên. Rồi gấp theo đường nét đứt thì chúng ta sẽ được hình năng trục đứng như hình hình chín. Tiếp theo thì ở bài 5 thì có nội dung là tạo lập hình năng trục đứng tứ giác có đáy là hình thoi, cạnh 5 cm và chiều cao là 7 cm. Đây là hình thoi là có bốn cạnh bằng nhau và mỗi cạnh đều bằng 5 cm và chiều cao là bằng 7 cm. Rồi vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tạo lập như sau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tạo lập hình năng trục đứng là hình thoi có cạnh 5 cm và chiều cao 7 cm thì chúng ta sẽ vẽ bốn hình chữ nhật và có kích thước bằng nhau, đều có chiều dài là 7 cm và chiều rộng là 5 cm. Còn hình thoi thì đây hai hình thoi đều có độ dài cạnh là 5 cm. Rồi sau khi tạo lập xong thì chúng ta sẽ cắt cắt miếng bìa theo các đường này, được chưa? Chúng ta sẽ cắt miếng bìa như này. Cắt xong thì chúng ta sẽ gấp theo các đường này. BH này, BC này, CI này, HI này, DK này, chúng ta sẽ gấp theo các đường này và được hình đây chúng ta sẽ gấp theo các đường này nhé. Đầu tiên này, gấp BH này, gấp cạnh BH và CI, gấp hai cạnh này với nhau. Vậy thì ở đây là AG sẽ là bằng trùng với A phẩy G phẩy. Tiếp theo là gấp BC vậy thì ở đây là AB sẽ là bằng BE. Đúng không nào? Tiếp là CD sẽ là bằng CF. Tiếp nữa cạnh AF thì sẽ là trùng với cạnh DA phẩy. Như thế nào? Đây sẽ là trùng với cạnh này. Tiếp là mình sẽ gấp cạnh HI, HI là cạnh bên dưới này. Thì gấp cạnh HI sẽ là sao cho là GH này sẽ trùng với HM. Tiếp là IN sẽ là trùng với IK. Cạnh còn lại là MN sẽ là trùng với đây cạnh KG phẩy này. Sau khi gấp xong thì chúng ta sẽ được một hình năng trục đứng tứ giác ABCD GHIK có đáy là hình thoi thì có kích thước như hình 10 và đây chúng ta sẽ đây hình đây chính là hình năng trục đứng có đáy là hình thoi. Đây có dạng một hình hình 10 luôn đúng không? Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang bài tập cuối cùng của ngày hôm nay. Nội dung của bài tập số 6 là từ tấm bìa như hình 11 có thể tạo lập được hình năng trục đứng có đáy là hình thang. Hãy cho biết chiều cao của hình năng trục đó. Thì ở đây này, đây là hình 11 có bốn hình chữ nhật
tương ứng là bốn mặt bên của hình lăng trụ, có hai mặt đáy là hai hình thang, đúng chưa? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ cắt miếng bìa theo kích thước như ở đây, xong rồi chúng ta sẽ gấp theo hình lăng trụ, sau đó thì chúng ta sẽ tìm chiều dài của hình lăng trụ đó. Bây giờ chúng ta sẽ giải bài này như sau. Đây, để tiện cho việc nêu cách vẽ thì chúng ta sẽ gọi tên. Nêu cách vẽ hay là cách tạo la bị thì chúng ta sẽ gọi tên các điểm A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, M, N, P, Q. Thì ở đây là mình sẽ gọi tên lần lượt, miễn là nó không trùng nhau là được. Đây, gọi tên như mình vẽ ở đây. Vậy thì sau khi gọi tên xong thì chúng ta sẽ gấp cạnh BP này, CN và FI, ba cạnh màu đen này, gấp lại với nhau. Và sau khi gấp với nhau thì cạnh AQ sẽ trùng với GH. Đây, hai cạnh màu đỏ này trùng với nhau. Tiếp gấp cạnh CF. Gấp cạnh CF thì sao cho là BC sẽ trùng với CD, hai cạnh màu hồng này trùng với nhau. EF bằng FG, hai cạnh màu xanh lá cây này trùng với nhau. Và DE sẽ là trùng với AB, hai cạnh màu xanh lam này trùng với nhau. Tiếp theo thì ta sẽ gấp cạnh NI. Gấp cạnh NI thì ta sẽ gấp là sao cho là PN sẽ là bằng NM. Đây, hai cạnh màu hồng này trùng với nhau. Tiếp là hai cạnh màu xanh lá cây này trùng với nhau là IH sẽ trùng với IK, và hai cạnh MK và PQ trùng với nhau, hai cạnh màu xanh lam này trùng với nhau nhé. Rồi, sau khi gấp xong thì ta sẽ tạo được hình lăng trụ đứng ABCF và ABCF QPNI. Đây là có đáy là hình hình thang. Thì ở đây là có đáy là hình thang thì theo những cách gấp ấy, thì ta sẽ có là AQ. AQ sẽ là bằng GH. Đây, hai cạnh này khi mà gấp gấp với nhau ấy, thì hai cạnh đấy sẽ trùng với nhau. Nên tất nhiên nó sẽ có độ dài bằng nhau và bằng 6 cm. Rồi, thì đến đây là QASI là hình chữ nhật, tại vì nó là mặt bên đúng không nào? Đây, QASI là hình chữ nhật, là mặt bên của hình lăng trụ đứng. Vậy thì suy ra được là AQ sẽ là bằng FI và bằng 6 cm. Rồi, đến đây là hình lăng trụ đứng ABCF QPNI có đáy là hình thang, có chiều cao FI là 6 cm. Rồi, vậy thì đến đây ta sẽ kết luận là vậy hình lăng trụ đứng có đáy là hình thang thì có chiều cao là 6 cm. Rồi, đến đây chúng ta đã hoàn thành xong bài tập cuối cùng của ngày hôm nay.